Xin chào các bạn, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt ở trong phòng tư vấn. Cô có thể nói những cái phần mà cô quan tâm với bác sĩ thì bác sĩ sẽ tư vấn cho cô. Một cô khách hàng của Hải Dương. Và hôm nay thì con gái của cô mình quan tâm đến cái nếp nhăn ở cái dịch vụ căn chỉ nhá. Thì chúng ta hãy cùng chia sẻ với các bác sĩ và đúng các khách hàng này xem tình trạng của cô hiện tại như thế nào. 화장 부분도 안녕하세요. Chào cô ạ. Xin chào bác sĩ, không biết là hiện tại cô khách này đang gặp cái tình trạng gì về da của mình và cái cách phương pháp cải thiện là như thế nào ạ? 혹시 이분은 어떤 문제가 있고 개선 방법이 어떻게 되는지 알려주세요. 네, 일단 눈가주름하고 이마주름, 얼굴에 이제 조금 눈가주름 때문에 나이가 좀 들어 보이는 경향이 있어요. Hiện tại thì đối với trường hợp của cô thì bác sĩ thấy là cái phần nếp nhăn ở mắt thì nó làm cho mình trông già đi một chút, thì mình nên cải thiện phần này. Mình cải thiện cái phần nếp nhăn ở mắt đúng không ạ? Thì là mình thấy là cái rãnh rồng của cô cũng hơi sâu một chút ý. Thì mình hôm nay mình có cải thiện luôn cái phần rãnh rồng của cô giúp nó đầy lên không? 혹시 팔자 부분을 좀 내리는 편인데 개선해야 되나요? 네, 일단 얼굴형이 약간 울퉁불퉁하셔서 얼굴형을 좀 잡아주면 또 여성스러운 분위기가 나거든요. 그리고 조금 이제 제가 동안을 만들어드리기 위해서 그냥 설명을 드리자면 코도 조금 올리시고 입술도 살짝 해주시면 더 동안이 되실 것 같아요. Thì ngoài cái phần mắt thì bác sĩ nghĩ là cái phần mình có thể cải thiện cái phần gương mặt của mình, có nghĩa là hai phần xương hàm. Thì bác sĩ có thể dùng chỉ gai để nâng cơ cho mình, để gương mặt mình nó được V-line hơn. Cũng như là nếu mà để cho gương mặt mình nó trẻ hơn nữa thì bác sĩ nghĩ là phần mũi cũng như là phần môi của mình thì mình cũng nên cải thiện một chút. Tức là mình sẽ cải thiện đồng đều cả khuôn mặt để giúp cả cái khuôn mặt trẻ hóa và đẹp hơn đúng không ạ? Đó. Cô ơi, hiện tại thì không biết là mình đang có lo lắng hay là đang có những cái thắc mắc gì muốn trao đổi với bác sĩ không ạ? Mình chỉ muốn hỏi là thứ nhất là làm cái này nó có đau không? Cái vấn đề lo lắng nhất của mình là không biết có đau không đúng không ạ? Thứ hai nữa là ví dụ sau khi làm đấy thì có an toàn không? Vâng. 네, 걱정하지 않으셔도 돼요. 네, 아프진 않고. 네. 안전합니다. 네, 실은 이제 한국에서 병원에서 사용하는 이제 재료들을 사용하고 있어요. 그래서 이제 걱정 안 하셔도 되고, 일단은 아픈 거는 살짝 따끔하고 안 아프실 거예요. Về vấn đề này thì cô có thể an tâm là bác sĩ đảm bảo là mình sẽ không bị đau hay là không bị bầm. Phần này thì chắc là mình sẽ chỉ cảm giác là hơi nhức một chút sau khi mà mình đã thực hiện cái liệu pháp này thôi, chứ còn không có vấn đề gì. Và cái chỉ bác sĩ sử dụng cũng là chỉ được sử dụng trong các bệnh viện tại Hàn Quốc, nó tuyệt đối an toàn. Chính vì vậy mà cô có thể hoàn toàn an tâm cô nha nhá. Thế cô cũng định hỏi là thế giả sử như sau khi làm xong ấy, bình thường thì cô ở nhà cô hay đi tập thể dục ấy, tập yoga hay là tập aerobic, thì sau khi mình làm xong này thì mình có thể bao nhiêu ngày thì mình có thể tham gia được các cái môn tập này? 보통 고향에서는 요가나 에어로빅 같은 운동도 참가하고 있어요. 혹시 이 수술한 후에 그런 거를 피해야 되나요? 아니면 바로 참가할 수 있어요? 일단 오늘 뭐 시술을 하시는 게 리프팅이 아니기 때문에 운동하셔도 상관없지만 가급적 일주일 정도는 땀을 내는 운동은 안 하시는 게 좋아요. Vì thực ra thì cái mình sẽ không thực hiện những cái gì nó quá là xâm lấn đến gương mặt của mình, nên mình không phải kiêng tập thể dục. Tuy nhiên là mình để đảm bảo cái độ sạch cho da của mình sau khi phẫu thuật, sau khi làm thủ thuật thì bác sĩ sẽ khuyên mình là trong vòng một tuần mình sẽ không hoạt động để nó ra mồ hôi trên da ấy. 이제 테이프 처리를 해드려요. 테이프 처리를 해드리는데 혹시나 그 니들 구멍에 이물질, 그러니까 세균이 들어가면 염증이 발생하기 때문에 그것 때문에 그러는 거지 다른 이유는 없어요. Bác sĩ sẽ sau khi làm liệu trình liệu pháp xong thì bác sĩ sẽ dán cho mình một cái miếng băng dính gọi là kháng khuẩn để những cái lỗ mà ở những cái điểm mà bác sĩ cấy chỉ ạ, thì nó sẽ đảm bảo là sẽ không có con vi khuẩn hay là những cái dị vật thì nó vào trong những cái vết thương của mình để chống viêm nhiễm ạ. Viêm nhiễm hoặc là sưng. Thế nên là mình nên giữ cái đấy trong vòng 3 ngày. 네, 그래서 코는 되게 오래 가요.
Tức là nhưng mà sau khi làm xong thì hàng ngày mình rửa mặt có phải rửa mặt không? 혹시 이거 시술 한 후에 관리 방법을 어떻게 하세요? 관리는 체온 같은 거는 일단 3일 정도는 거즈로 이제 닦아서 살살살살 처음에 닦는 형식. Sau khi mà mình căng chỉ xong ấy thì bác sĩ khuyên là trong vòng 3 ngày mình nên là dùng những cái khăn ướt mình lau nhẹ lên gương mặt mình thôi chứ không nên kiểu rửa mặt mạnh bằng tay. 입술도 좀 살짝 하시면 더 젊어지시는데 입술이 phần... 굉장히 중요한 거 아세요? 아, phần mũi và phần môi mình nếu mà có thể làm được thì bác sĩ nghĩ là sẽ trông trẻ hơn rất là nhiều. Về cái phần mũi thì mình sẽ giữ rất là lâu luôn ạ. Phần 네. môi mà mình đầy một chút. 저희가 젊은 사람들이 아니기 때문에 자연스럽게 하시면 5년 정도 젊어지세요. Bởi vì nếu mà mình làm sau khi bác nghĩ sau khi làm liệu trình thì xong ít nhất là cô phải trẻ ra ít hơn 5 tuổi. Đó. Thì không biết là bây giờ hiện tại là con gái của cô Nga đang cảm thấy như thế nào ạ? Thì sau khi nghe cái phần tư vấn của bác sĩ ấy, thì mình thấy rất là yên tâm khi mà để mẹ mình có thể cùng trải nghiệm cái dịch vụ căng chỉ này. À, tức là mình đã có rất là có lòng tin với cả chuyên gia tại Thẩm quốc tế Paris cũng như là cái dịch vụ căng chỉ này đúng không ạ? Dạ vâng, thế thì cháu rất là cảm ơn cô Nga, rất là cảm ơn bạn, rất là cảm ơn bác sĩ Kim Sera thì đã cho chúng tôi chia sẻ những cái buổi này, buổi tư vấn ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi không làm phiền nữa. Cháu rất là cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cô. Cháu xin phép và sẽ không làm phiền mình nữa để mình tiếp tục cái buổi tư vấn ngày hôm nay ạ. Dạ vâng. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn có bất cứ thắc mắc gì thì các bạn có thể liên hệ ngay đến số hotline 0386463463 các bạn nhé. Hôm nay thì chúng tôi vẫn còn đang diễn ra chương trình được thăm khám trực tiếp cùng chuyên gia Kim Sera đó. Nếu như mà các bạn muốn đăng ký thì các bạn có thể gọi ngay đến số hotline nhé. Hoặc là các bạn cũng có thể qua trực tiếp tại số 463 Kim Mã tại Thẩm mỹ quốc tế Bali ạ. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những livestream lần sau.